một cái lô áo khoác nữ, nhưng mà vải là vải thể thao, cho nên chị nào thích áo hàng xuất mà vải thể thao thì ngồi tại line này em sẽ sale cho mấy chị nha. Bấm cho em nút chia sẻ cho mấy chị, bố thí cho em mỗi người một nút chia sẻ giùm cho em nhé. Sale cho mấy chị là áo khoác này là 250, chị nào đã mua áo khoác này là biết giá áo khoác này đúng không? Thì hôm nay trong cái livestream này em sẽ sale cho mấy chị 130.000 áo khoác đen. Áo khoác đen này thực sự là từ 60 tới 90 kg vừa, nhưng mà những chị từ 75 tới 90 mà không thích mặc ôm thì đừng nên chốt áo khoác này. Không, cái đó là em nói sự thật mấy chị, đây là em nói sự thật nha, chứ không phải là em nói mấy chị mua là không mua. Mà chị nào mà hả, chị nào mà không có thích ôm thì không nên chốt áo khoác này. Đó là em nói thiệt đó mấy chị. Chị nào không thích phom ôm không còn chốt áo khoác này nha. Chờ sale anh bảy tôi hốt đi khỏi còn sale. Hốt đi không tốn đồng nào đâu. Đóng thùng gửi luôn. Bạn an nhiên á. Đúng rồi. Không hỏi nữa hả kìa. Tôi nói rồi, ổng giờ chị để bung thung chơi thôi. Không có làm ăn được cái con kẹt gì hết trơn á nha. Tôi nói với mấy chị rồi, mấy chị không có tin đâu. Rồi, bấm giùm em nút chia sẻ, hôm nay em sẽ lên áo khoác cho mấy chị nha. Áo khoác này là form thể thao. À, chị nào mà không thích mặc ôm cái form thể thao ôm này thì đừng nên mặc. Đó, em nói trước cho mấy chị biết. Rồi, chị nào đầu like, bấm nút chia sẻ đi, em tặng cho một đôi giày nè. Em tặng cho mấy chị đôi giày này, không bán luôn. Nè, đi rồi nè. Em tặng cho mấy chị đôi giày này, không bán, đôi giày đi tiệm. Cái này chị nào mà còn cỡ 39, 39 rưỡi vừa, 39 thì chị nào còn cỡ 39, nhưng mà là từ từ em lại còn cỡ nửa tiếng rồi em mới tặng. Đây nè mấy chị, đẹp chưa? Chị nào còn cỡ 39 hoặc 39 rưỡi, 40 không vừa đâu ha. Rồi để em like xong rồi em like 10, 15 phút, chị nào có bill em mới tặng, không có bill em không có tặng nha. Rồi bây giờ lên mã áo khoác nè. Đây là mã áo khoác, mã áo khoác thể thao nha. Đây, đây là mã áo khoác thể thao. Ở đây đang có một cái miếng bạ da ở ngay chỗ gốc tay nè, miếng bạ da. Bấm nút chia sẻ giùm cho em mấy chị ơi. Rồi em sẽ mặc thử gốc này, 60 đến 100 kg gốc này nha. Chị nào chưa chốt gốc này thì hôm nay chốt cho em 60 đến 90 kg. Ở đây nó có ngón sọ ngón cái nè. Đó, áo này 130 mấy chị mua quá hồi. Nếu chị nào chặt có thể kéo sạch bà tia ra, nếu chị nào rộng thì có thể kéo lại nha, kéo lại mấy chị. 130.000 áo khoác này em đang kéo lại tại vì em thích mặc ôm, nhưng mà cái này là áo khoác của vợ thể thao cho nên mấy chị mặc rất là sướng. Chị nào chặt thì kéo dây kéo ra, còn nếu không chặt thì để lại. À, kéo dây kéo ra, còn đây để lại nè. Áo khoác này là áo khoác thể thao nha. Đó, em 88 kg mà mấy chị thấy mặc thoải mái không? 60 tới 90 kg vi vu, chị nào 92, 93 kg vẫn lọt ha. Rồi đây, đây nha mấy chị nha. Áo khoác có hai túi hai bên nè, ha, hai túi hai bên. Xem 130 cho những chị có chia sẻ livestream. Ở trong đây có một cái túi trong nè, đó. Rồi 130.000 áo khoác thể thao. Chốt lên giùm em áo khoác 130.000 của Ngọc Giang thành phố nè. Ngọc Giang thành phố áo khoác 130. Áo này là mùa này mà em đi lấy hàng là lúc nào em cũng mặc áo khoác này, nó trong mà một cái áo khoác dày ở ngoài đó. Comment giùm khoác 130, em nhận mẫu khoác này rồi. Nghiệp chị, áo khoác này đẹp lắm em Phạm. Xe còn 130, em còn một bao. Chị đâu chốt chốt lẹ đi mấy chị ơi. Xe đầu like 130.000. 130.000 một cái mấy chị ơi. Chị nào cô chốt áo khoác, chốt lên giùm em áo khoác nha. Hơi bị sung sướng mấy chị à. Áo khoác này là của cái thằng thể thao, của cái thằng hàng xuất khó, cho nên mấy chị mặc sướng lắm. Mà vải này không bao giờ xù lông. Thái Huyền màn cửa 130.000, 130.000 của Thái Huyền màn cửa, 130.000 của Thái Huyền màn cửa. Tiếp tục mấy chị ơi, ôm áo khoác này để lúc nào đi, có gì ăn cho em không? Có cù lôi nè, đang buồn chết mẹ, bán nguyên lô mỹ phẩm tối qua siêu sạch sẽ, không còn quần què gì đổ lòi bắn hồng. Rồi mấy chị ơi, chốt giùm em áo khoác ha. Chốt giùm em áo khoác thể thao. Chị nào chưa chốt áo khoác thể thao thì chốt giùm cho em áo khoác thể thao nha. Áo khoác thể thao mấy chị yêu ơi, 130.000 một cái, 2
250, sale còn 130. Chị nào chưa chốt áo khoác, chốt nhanh dùm em ha. Bây giờ em chỉ còn body đâu. Áo khoác của Ngọc My Nguyễn, Ngọc My Nguyễn phải mua cái này nhiều nhiều lên để mặc nè. Em đi lấy hàng đó nha, lúc nào em cũng mặc áo khoác này ở trong và áo khoác có nón ở ngoài á. Ngọc My Nguyễn rồi nha, 130. Áo khoác 130 ngàn của Trang Mai. Dạ chưa có Ác Huy ơi. Trang Mai 130 ngàn của Trang Mai. Trang Mai không giống. Coi lấy bình xanh kèm theo. Cái nào chị kêu bill mới là ghi bill mới luôn hả? Khỏi mất công anh Phúc Kim. Trang Mai 130 ngàn của Trang Mai để ghi bill mới nè. Chốt dùm em áo khoác này free size nha, 60-90kg. Chị nào hơn 2kg vẫn ok ha. Chốt lên dùm em áo khoác và cho em xin một nút chia sẻ để bên em xả kho nha mấy chị. Quyết tâm là bữa nay sẽ xả kho ha. Quyết tâm anh ơi. Xong rồi anh ngưng một chút anh. Anh đi lên lầu anh bỏ đồ xuống đi anh. Trời ơi áo khoác rỉ vậy mà mấy chị chốt chán quá à, thực sự luôn á. Áo khoác này nếu mấy chị có tiền mấy chị không biết kiếm mua ở đâu luôn á. Áo khoác này 250, tại vì còn đây mười mấy cái được, em lấy nhiều quá. Còn đây mười mấy cái thì em lấy em bán cho mấy chị vậy thôi chứ thực sự là vẫn lỗ nha. Lỗ rất là nhiều luôn mấy chị. Áo khoác của chị Nga Nguyễn, Nga Nguyễn ngày hôm qua có bill nè. Áo khoác của chị Nga Nguyễn thành phố hôm qua có bill. Nếu mấy chị chọc á, mấy chị mở bên này ra nè. Đó, thấy không? Mở bên này ra, còn nếu mà ôm á thì chốt lại chứ không sao. Thu liễu lên chị. Thu liễu lên chị áo khoác 130. Áo khoác 130 của thu liễu lên chị. Chút xíu em sẽ bán cho mấy chị một bộ đồ. Hay nè. Thu liễu Lê Thị, áo khoác 130. Có chưa? Tiến Nguyễn Thị, áo khoác 130. Đó là một size nha Thư ơi. Đó là một size giùm chị Yên nha. Áo khoác này mà hàng thể thao mặc sướng lắm mấy chị ơi. Hàng thể thao mặc cực sướng ha. Lên tới cổ nè, túi hai bên nè, túi phía trong nữa nè, chỉ có 250 bán 130 thôi. Áo khoác bao đẹp đó mấy chị. Tới ai rồi? Tiến Nguyễn Thị, Ngô Tình Minh Thư, Ngô Vũ Minh Thư 130 ngàn của Ngô Vũ Minh Thư. Chị nào mà 95kg, 100kg chốt áo này, tự nhiên có cái tay. Áo khoác 95kg của chị Kiều Lâm nè. Áo khoác có túi bên trong nha chị. Từ từ em coi sao. Cái này bỏ cái bình ra riêng anh. Quyên Kiều trước anh. Chị Kiều Lâm trước anh. Chị Kiều Lâm đừng có gửi tiêu nha. Có chị nào 95kg cũng còn nha. Ghi chị Hà Thanh đây. Với chị Hà Thanh đây, 130 của Hà Thanh đây. Em có mấy bộ thể thao hàng xúc này, từ từ em lên cho mấy chị. Em có hai cái xe lớn rồi, Ngô Vũ Minh Thư. Đang Ngô Vũ Minh Thư bỏ vô nè. Trên Harry nhiêu ký em yêu? Trên Harry nhiêu ký em yêu? Bây giờ chỉ còn hai cái size lớn thôi nha. Trên Harry 70-80kg thôi em yêu. Rồi đây trên Harry nè. Tuy là chữ Yên vô. Yêu luôn. Yêu vàng luôn, đợi đem sắp bì lên em. Trên Harry Facebook Yên 130 ngàn. Rồi mấy cái này mấy chị mày lấy nhiều nhiều lên nè. Châu lưu áo khoác Thủy Thu Phạm một cái không? Rồi ok. Thủy Thu Phạm một cái, Châu lưu một cái nữa là hết nè. Rồi đây Thủy Thu Phạm. Rồi nó chọc cái cũ ra làm sao? Bởi vì có ở nhà anh tâm tư, anh làm tôi yên tâm. Đi ra kia đây. Đang muốn cặp. Đang muốn cũng cặp thì cũng chủ quan hết trơn á. Mới về bao hàng bơm cái nữa thì mấy chị Thủy Thu Phạm nè. Rồi
là một phần một cái trong bang của chị Châu luôn nữa nè. Không nói chia sẻ giùm em đi mấy chị ơi, nãy giờ tới bán gì cho mấy chị không nói năng gì tới em hết trơn á. Trời ơi, hết rồi, hết sạch sẽ rồi đây, hết sạch sẽ quỷ à. Gọi lên tiếp nè, áo khoác hàng xóm tiếp tục, áo khoác hàng xóm tiếp tục. Mấy chị nào có chồng có con trai, mua cho chồng với con trai áo khoác này. Trời đất quỷ thần ơi, được chưa? À, bữa nay em có trả lời chị hoa hồng đỏ mà hết size chị 100kg rồi. Em có một cái áo khoác này, mấy chị mua cho chồng, mấy chị mua cho con, mấy chị mua nhưng mà size lớn. Size này 90-100kg. Chồng chị nào 90kg hút cái áo khoác này cho em. Trời ơi, chồng chị nào chưa có áo khoác hút cái này cho chồng mấy chị. Dạ em mở hàng mua may bán đất, cảm ơn. Giờ mới vô mà biểu đây. Chị nào mà lấy khóc nam 90kg lấy giùm em sale luôn 130.000. Tiến Nguyễn Thị 130.000. Tiến Nguyễn Thị 130.000. Nè bỏ cái này cho bà Tiến Nguyễn Thị luôn đi. Tặng. Tiếp tục mấy chị ơi, bữa nay em bán theo cái phong cách dịu dàng nha mấy chị, đừng hỏi em nha. Bữa nay em bán theo phong cách dịu dàng. Đây là nguyên bộ thể thao hoàng xúc nè mấy chị ơi. Thể thao hoàng xúc là mấy chị mặc rất là sung sướng cuộc đời ha. À, rồi ai bán thì bán, bộ này ai bán mấy trăm thì mẹ ta. Tôi bán cho mấy chị với giá là áo cộng với quần là 230. Rồi được chưa, áo cộng với quần là 230 sale rồi mấy chị ơi. 300 mấy ngàn một bộ đó ha, 300 mấy ngàn một bộ, lưu ý giùm em cái nha. 300 mấy ngàn một bộ nha. Chuộng nhà lúc không có thông với anh Tư dọn. Bộ này chồng chị nào hết rồi chị Cát Tường. Bộ nào chồng chị nào dưới 80kg hốt nha. Kèm với lại quần luôn. Ông nội cũng đi rồi đâu có ai phụ mày đâu. Chồng chị nào dưới 85kg hốt nguyên bộ thể thao cho em 230 ngàn. Dạ không chị Cường ha. À, bộ này chị anh mặc ok 230. Ủa, bánh dày ơi, ở đây cho lại kiếm khuyên nè. 230 ngàn chốt cho ai? 230 ngàn để em kiếm size, của thử có size nhỏ của chị Cát Tường không em để cho. À, dạ bộ này ha sale còn có 230 chị Phương. Bộ này là giống như là 350 á chị ha. 350 bộ này chị nào mặc cũng dễ thương á. Chị Cát Tường là 230 ngàn. Cát Tường 230 ngàn bộ thể thao. Em mới dậy á hả? Ai gọi cho em nhỉ? Nó trương cái con cu này quá trương ơi. 230 ngàn bộ thể thao. Bộ thể thao của Hà Kim Chi. Hà Kim Chi 230 ngàn cho giùm em. À, bộ này nhiêu ký mặc không được thì anh 65-180kg là mặc ok. À, Hà Kim Chi bộ này 230. Hà Kim Chi ơi cho em xin địa chỉ số điện thoại, bên em không gọi điện chốt hàng nha. Hà Kim Chi. À, bộ này bộ M nè Kỳ Anh, lấy bộ M cho chồng nè. Bộ M của Kỳ Anh. Rồi Hà Kim Chi không có dấu. Bộ này bộ M của Kỳ Anh nè, chừng nào viên kịp thì lấy nha hả Kỳ Anh. Dạ để em coi chút còn không hết rồi chị. Em chỉ còn một cái quần thể thao thôi. Em còn cái quần thể thao size M chồng chị nào dưới 60. À, chồng chị nào cũng cỡ dưới 70kg chốt cái quần thể thao này. Đó, chắc là em bị là cái áo khoác đâu rồi em không bán. Còn cái quần thể thao dưới 70kg chị nào chốt đi em bán cho mấy chị 80 ngàn cũng được nha. Tôi nói sửa mà gì đây. Hà Kim Chi cho anh xin địa chỉ kèm số điện thoại nha. 230 hết rồi nha. Cái bao này là giày của tôi nè. Ở đâu mà ông đem ra vậy? Trời ơi, cái bao này là giày của tôi nè mấy chị. Trời má ơi, em có giày, em có dép, em để dành mà em không nhớ luôn á. Bộ thể thao này không có 100kg mấy chị. Thiệt luôn, có giày, có dép mà không nhớ mình có luôn á mấy chị. Lần đi đâu giống như con mồng ấy. Thiệt luôn, đôi này 39 hàng xi.
bán mấy trứng hạt si nha, hạt si Nhật nha. Thay vì bán mấy chị 220 đúng không? Bây giờ em bán cho mấy chị là 170.000 đôi này 39. Chị nào chốt 39 chốt lên giùm em 39. Quần thể thao của chị Cát Tường lấy 80.000 nè. 80.000 của chị Cát Tường. Chị Cát Tường 80.000. Trời ơi. Đây nè. Ba bút lông, không có bút lông dùng đâu hết. Không, mấy chị không mua thì em cứ để dành. Trời ơi, giày của em này em không biết luôn á. Quần 80.000 cách lấy rồi. Để cái đôi đế xuồng mà chưa mang luôn à. Hiền cắt. Mà không nhớ mình có giày luôn á trời. Bởi mình để đường mình như con mồng đó mấy chị. À, chưa mua được gì bực với bà nhà chờ đi chị Cường. Bên em hàng sang 100kg còn nhiều lắm. Tại bữa nay em sạc co đó chị. Trời ơi, mình thì biết chứ. Bao nhiêu là đôi giày đẹp mình cất hết. Trời ơi, cất hết mà không dùng luôn. Quá trời, quá đất rồi con nhà. Rồi đó. Tiếp tục mấy chị ơi. Em có một cái đồng này bán bung cho mấy chị luôn á. Hòn Hồng Hồng Thế nè. Anh ơi, anh có làm cho chị Hồng Hồng Thế này để tôi từ trừ tiền nha. Dép 08 của chị Hồng Hồng Thế nè. Chị Hồng Hồng Thế có muốn mua đôi boss không? Em có một đôi boss 39. Em có một đôi boss 39. Mấy chị ơi, dễ gì mấy chị đi kiếm được đôi boss 39 vậy. Em có một đôi bót 39 nha. 39 đôi bót này ngồi ghế với cô Yên được không? Dạ, đôi này em sẽ sale cho mấy chị 300. Thử mua đi mấy chị. Thử mua thử mấy chị có ghiền đôi bót này không? Đôi bót da si Nhật 300.000 size 39. Mấy chị ơi, có tiền không có đi đường quyền được cái đôi này đâu. Đôi này dễ gì mà mấy chị kiếm được một cái đôi mà nó đẹp như thế này mấy chị. Không dễ gì mấy chị kiếm được một cái đôi 39 như thế này đâu nha. 300.000 đôi này. Xin lỗi với mấy chị là có tiền thì không bao giờ mua được một cái đôi bót cổ ngắn mặc quần rin mà da mềm như thế này đâu. Đó ha. Em có một cái bộ thể thao áo khoác mới ra chị Trần Minh Cường. Quần đùi, áo khoác rất là đẹp, 250. Cái đôi này 39 nè, 300.000. Quên Ngọc Vy à. Quên Ngọc Vy rồi. Hết rồi chị Kiều Lan. Chị chốt xong. Em có một cái đồng đi tìm dưới 73kg, đẹp không mấy chị? Trời ơi, bãi hàng xúc đẹp lắm. Dưới 73-74kg đồng này nha. Đây, bây giờ đồng này sẽ sale cho mấy chị 170.000. Xong rồi, quên đem ra sale. Yêu nghiệt nha, bớt yêu nghiệt đi nha mẹ. Nên có lên riêng, nếu mà chút chút nữa còn thời gian em lên riêng, tại riêng em cũng còn tồn nhiều á chị Sơn. Cái đồng này bán cho mấy chị 170.000 là mấy chị quá trúng manh nha. Tại vì đồng này là em không vừa số đo để em mặc lên. Chứ thật sự em mặc lên thì đồng này không có cửa để mấy chị bán 170 đâu. Tại vì mấy chị coi hàng xúc nè, nó quá trời đẹp luôn. Nếu mấy chị cầm tiền đi may thì không bao giờ kiếm được cái vải thun dày mà co giãn như thế này để may ra một cái đầm xúc. Nghe mấy chị nha, đầm đuôi cá nè. Đi xuống đi đái đi coi. Chưa có mắc đái. Ngồi đi chơi nha. Không cầm ở đây, có con bàn nè. Nè, chị hồi trước mới cây đầm xúc. Rồi bây giờ sẽ xem cái bao hàng. Bao hàng này để cho Sĩ Tiền Giang. Nhưng mà tại vì nhiều lý do chưa có gửi nên thôi bữa nay đem xuống xem cho mấy chị nha. Xem lỗ cho mấy chị. Nhưng mà xin lỗi với mấy chị là trong này toàn là hàng chất lượng không. Mà tại vì hàng này người ta lựa lúc đầu, lúc hàng mới về ha. Đầm đuôi cá 70kg đâu là đầm đó đó chị Châu. Lấy cái đầm đuôi cá 170 đó chốt với chị Ngọc Châu đi. Đầm 170 của Ngọc Châu, thành phố đầm đó đẹp lắm chị Châu ơi. Đầm đó có tiền không có đi đường quyền được đâu nha. Mua một cái đi ăn thôi nôi. Chị ăn hả? Mua cái đầm đi ăn thôi nôi hả? Thôi nôi ai vậy? Chị hả? Chị Úc Lan hả? Chị Úc Lan hả? Kêu ra phụ xong kêu ra.
không được. Rồi mẫu
này cái vải xanh nó đẹp lắm chị. Cái vải xanh nó bao tiền? Con số ai? Không, tôi bị số ai đâu đây. Hoàng Quỳnh 260 ngàn đồng chống nắng của Hoàng Quỳnh nè. Đang chống nắng của Hoàng Quỳnh Facebook Ý Yên. Cái gì vậy? 260 cái gì nữa vậy? Rồi lên cho mấy chị một caro.
90.000 em còn một cái size dưới 72 kg, một cái size dưới 90 kg, một cái size, cái size dưới 70 kg, đầm của mùi mùi 90.000. Rồi bây giờ em sẽ lên một caro em sale cho mấy chị nha. Cái đầm nó có size dưới 80 kg và size dưới 70 kg nữa nha. Bây giờ em sẽ lên một caro cho mấy chị. Một caro còn mấy bộ? Một caro còn 1, 2, 3, 4 bộ caro. 4 bộ caro nha, đầm 90.000 của mùi mùi, có size dưới 82 và dưới chân, size dưới 72 kg cái đầm. Yeah. Rồi, lên bộ caro cho mấy chị ơi. Đây là caro rớt tay nè mấy chị ơi. Bộ này là chị Ngọc My Nguyễn chưa có nè. Bộ này Ngọc My Nguyễn chưa có, bộ này 240 sale luôn cho mấy chị, còn 109, còn 4 bộ. Hơi bị dễ thương nha, đẹp không mấy chị? Rồi, bộ này còn size L dưới 72 kg nè, nè, chốt cho Ngọc My Nguyễn đi. 190.000. 190.000 Ngọc My Nguyễn có 4 bộ, 2 bộ size dưới 72 kg và 2 bộ size dưới 82 kg. Chốt lên giùm em bộ caro kèm quần chính tóc nha. Kèm quần chính tóc, caro kèm quần chính tóc. Chị nào chưa chốt caro kèm quần chính tóc chốt giùm em. Đầm 90 kg của chị Trang Thảo Nguyễn sắp lấy rồi chị. Còn 2 cái dưới 72 kg và 1 cái dưới 82 kg. Chị Nguyễn Thu chưa có, nhưng mà cái này không có size chị Nguyễn Thu. Lấy rồi. Có quần lửng đen caro của Trâm Anh Nguyễn nè. Trâm Anh Nguyễn caro 59, bộ này không có size chị Nguyễn Thu. Có quần lửng đen dạ, dạ, dạ. Cũng nhớ đó chị. Caro đen, em còn 2 bộ, 1 bộ size dưới 72 kg và 1 bộ size dưới 82 kg. Bộ này là bao dễ thương. Bộ này em ra rồi, bao dễ thương cho mấy chị. Thank you.
chú bự 200 ngàn. Ông ơi, chú bự 200 ngàn. Trời đi chú ơi, chú bự tầm sai 44, ông chú bự là gì bự đó ông nội? Sai lắm gì mà chú, bán thiếu đi hết tiền rồi, cũng thơm. Rồi Linh Ngọc và Giáp nè, 200 của Linh Ngọc và Giáp, 200 của Linh Ngọc và Giáp. Lưu ý còn một bộ dưới 70 kg và một bộ dưới 90 kg nha. Trời ơi, thầy ghẹo em biết thầy cây. Qua giờ mày ở dưới thằng nhỏ nó yêu mình dễ sợ. Ở đó mày cũng ghẹo lại cậu kia đi chứ. Nó đẻ thiệt chứ. Nhận cục hàng ưng dễ sợ nè. Em không có ai chị chẳng lẽ ưng em. Rồi ai đây? Nguyễn Ngọc Thùy Trang hay nè. 200 ngàn của Nguyễn Ngọc. Ừ nhốt luôn trả đổi đó luôn. Rồi con một bộ xanh dưới 70 kg. Quậy quá quậy nha. Để em coi cái này là cái mẫu gì à. Mấy chị chết nữa không? Bà Ngọc My bà chết nữa rồi. Bà My bà chết nữa rồi. Ôi ôi bộ sọc. Thôi thì 240 xe còn 200 bộ sọc nha. Bà My bà chết nữa rồi. Bà My bà chết nữa rồi. Ha. Bộ sọc nè. Trời ơi bà My bà nhìn cái áo là bà chết nữa rồi. Đây. Rồi dưới 70 kg, 240 xe 200. Comment giùm em sọc. Bà My bộ sọc này có size 90 kg nè. Có size 70 kg nè. Có một bộ dưới 80 kg. Đây chốt cho Ngọc My Nguyễn đi. 200. Tự chốt luôn mà bán hết. Tự chốt mấy chị à. À xin lỗi từ từ để cho tiếng hiển thị trước đi. Chứ bà của Ngọc My ok kìa. Ơi để là Ngọc My đi. Ngọc My ok trước tiếng hiển thị. Ai chị bộ sọc này còn size dưới 70 kg và dưới 90 kg thôi. Bộ sọc này Trâm Anh Nguyễn nè. Trâm Anh Nguyễn. Rồi bộ sọc này của chị Linh Ngọc và Bắc nè. Bây giờ còn một bộ dưới 70 kg à. Linh Ngọc và Giáp. Còn một bộ sọc dưới 70 kg. Thơm Đăng bộ sọc 70 kg của Thơm Đăng nè. Của Thơm Đăng. Thơm Đăng 200. Thơm Đăng 200 nữa là hết rồi chị à. Nguyễn Trang Trang không có bộ sọc đó nha. Chắc cái này rồi. Nè Tí Nguyễn Thị ơi, cái này là bộ của bà nội à, Tí Nguyễn Thị. Cái bộ này là cái bộ của bà Tí Nguyễn Thị nè, em còn 3 bộ 260 xem 200 luôn. Em còn 4 bộ. Quần ống len hay đứng rứa gì em, quần chín tóc bình thường đây nè. Bộ này 260 xem còn 200 nè, còn một bộ dưới 70 kg. Còn một bộ dưới 72 kg, một bộ dưới 82 và một bộ dưới 92 kg. Bộ này chị Nguyễn Trang Trang mặc đẹp lắm nè. Trời ơi, vải tuyệt vời luôn á mấy chị. Vải này dùng từ là vải tuyệt vời luôn ha. Comment giùm em xong L hết rồi chị Trần Hiệp ơi. Ngọc My có. Tiến Nguyễn Thị không có. Đây. Bộ này là bộ ống bắn nè. Trời ơi bộ này vải đẹp lắm. Áo vải cũng đẹp. Trần Hiệp ở bên Phương, bên Facebook Ý Yên 2 cũng có. Mà bên Facebook Ý Yên 1 cũng có. Tiến Nguyễn Thị 200 nè đó. Chờ bà nãy giờ Tiến Nguyễn Thị 200 trúng mắm luôn. Có chùm luôn chị. Nhưng mà giờ phải đợi em lên. Em còn một bộ dưới 72 kg hơn một bộ dưới 92 kg. Bộ ống bắp. Chị nào chốt bắp chốt lên nhà em Nguyễn Thị Bắp nha. Nguyễn Thị Bắp. Trời ơi đúng rồi bà Hồng Ngọc ơi. Cái bộ này là đi tiệc mà sung sướng luôn á. Hồng Ngọc nè. Hồng Ngọc 200 của bé Hồng Ngọc chú bự nè. Đưa lại coi thử cu có bự không. Đưa lại cô Yên coi ạ. Xin lại đây. Kính thưa quan viên ơi ạ. Hôm nay em sẽ show cu. Đâu. Kệ, em lai kệ. Rồi đứng xuống em hết show cu rồi. Đứng xuống giùm cái đi ông. Rồi bây giờ em sẽ lên cái bộ cô tông này cho mấy chị mới về. Bộ cô tông gấu. Em bộ ông bán 83 kg hết rồi Lan Chi. Nè chị Lan Chi mặc là hơi bị đẹp luôn nè. Đó. Chị Lan Chi. Chị Lan Chi ăn bước nói chút nữa nhận á. Nhận cái bill của tụi có thiếu khu heo không nha. Hình như nó rớt lại một hộp. Mà không biết có thiếu của chị hay thiếu của chị khác. Chị Lan Chi nói chút nhận rồi báo em nha. Bây giờ chỉ còn bộ xanh size của chị Columbia Quỳnh thôi. Còn lại là hết rồi ha. Cậu em bỏ chiếc cầu kỳ.
nó cắt cu liền, nó bắt xô cu nữa. Bây giờ á, lúc đó em sẽ share cho chị một cái mã riêng. À, ông bán hết rồi chị Bùi hả? Trời ơi, ông bán này vải áo cũng đẹp, và vải quần cũng đẹp, đẹp luôn á, nhưng mà hết rau, hết rau. Đó, nói chị rồi. Rồi lên bộ nón cho quý vị quan viên hai họ bộ nón nha. Bộ nón này là 220 ngàn bộ nón. Thôi còn cầm bánh tay nào nữa. Nó rút bộ rồi. Rồi, 220 ngàn bộ nón của tông 100% bộ nón đùi. Để coi nón kỳ là như nón đùi. Đúng rồi. Để đâu? Ôi ôi, mấy chị ơi, xúc sắc luôn. Xúc sắc. Trời ơi, bộ gấu này hơi bị đẹp mấy chị. Bộ gấu này hơi bị đẹp. Trần Ngọc Thúy Vy tự chốt nè. Tự chốt cho Trần Ngọc Thúy Vy nè. 220 của Trần Ngọc Thúy Vy. Trần Ngọc Thúy Vy 220 ngàn. Gấu của Ngọc Nguyên thành phố 220 ngàn. Cũng là trời ơi đẹp. Ở dưới nó in đẹp lắm mấy chị. Ở dưới in rất là đẹp. Ngọc Nguyên nè. 220 của Tông 100% nha mấy chị nha. Cô Tâm rồi, cái quần không thì cái quần không cũng dám mê nữa. Trời ơi, Yumi Trần nè. Em nói thiệt á, nhìn cái quần không còn mê đó. Đừng nói chỉ nhìn bộ đồ ha. Yumi Trần nè, 220 của Yumi Trần. Dạ, có về coi chị. Báo Hot Green không, chưa báo Hot Green hồn mình. Em là thật sự nha, thật sự là báo áo Hot Green là tại vì mấy chị cần. Mấy chị hỏi áo Hot Green thôi nha. Thủy Lê lấy nó bao nhiêu ký chị Thủy Lê? Chứ bữa em đặt quần sọc lên 75 ký mà đưa tay 38 gì. Ngân Lưu ơi, Ngân Lưu coi lại đây là do em hay là do từ do chị. Tại vì nếu mà em mà 75kg mà chị đưa size 38 mà trừ khi cái phơi mà nó nhỏ. Nha em yêu. Gấu của chị Nguyệt Thu hay nè. 220 của chị Nguyệt Thu. Ông bóp hết rồi. Ông bóp hết rồi mấy chị. Ai tiếp tục là ai vậy? Bữa nay em sẽ còn mấy bộ ngủ em sẽ bán sale cho mấy chị với một cái giá nhược mộng nha. Rồi cho mấy chị xem lại bộ gấu lần nữa nè. Comment giùm em bộ gấu nha. Ôi mấy chị ơi, 85kg của Thủy Lê. Thủy Lê quận nhất 85kg có được 72 đồng. Trời ơi bộ gấu xuất sắc. Bộ gấu xuất sắc luôn mấy chị nha. Trời ơi bộ gấu này dùng từ là hơi bị tuyệt vời. Bãi đẹp của tông 100% nha. In đẹp. In gấu là hơi bị xinh và lung linh luôn á. À, dạ em đưa bộ gấu này cho em tay. Bộ gấu. Cái quần không ngắn nha, mà nó dạng xòe chứ không phải quần đùi bình thường nha. Quần có lưng thun nó em bóp lại không được luôn. Chụp hình báo qua tin nhắn cho chị đi gái. Và báo giá luôn hàng bình thường chị Yên cho cả hàng bình thường còn hàng sale này. Là chị Yên không trao đổi trả nha. Thông cảm nha. Chụp qua trong tin nhắn để chị Yên giải quyết cho nha. Cái gì? Ai bán nước của kia à? Sao bánh hết cà phê? Bánh mày im lặng hả? Bánh tao uống hả cô quê? Cậu quê coi là uống. Tao là thùng cô kê hết cái tiếng mày với tao. Lỗi của nó, cái nó im ru thế không? Gấu em chị ơi, Trịnh Lê. Trịnh Lê Facebook ý im. Mày nói lỗi của nó, cái nó im ru luôn. Không phải là ở đây, không phải là tin hay không tin em yêu là chị kêu em là chụp qua chị giải quyết. Chứ chị đâu có nói là tin hay là không tin, em hiểu không? Chị chỉ hỏi là không biết lỗi từ em hay lỗi từ chị đó. Nếu mà lỗi từ em á là em không bán số ký. Còn cái lỗi từ chị á là tại vì cái phone nó nhỏ. Chứ chị nãy giờ chị đâu có nói tin hay không tin. Cái đó, cái điều đó là chị chưa bao giờ chị nói trong live. Và chưa bao giờ chị nói với khách như vậy, hiểu không? Có nghĩa là phải chụp cái quần ra chị coi, chị định hình lại là coi thử là lỗi từ ai. Rồi từ từ sẽ kiếm cách giải quyết. Một là chị thiệt, hai là em thiệt vậy thôi. Nó chỉ có hai điều kiện xảy ra thôi. Và báo giá cái quần luôn, nhớ là báo đúng giá cái quần. Chính Nguyễn Thị, 90kg. Chứ chị không có nói xin sao mà không tin được. Tại vì nếu mà hàng không hư, khách không báo mình. Chị á, còn hàng mà không hư mà khách muốn đổi trả báo mình là khách ta cũng dạng là coi như ở một cái tầng lớp là dạng ở trên rừng tinh rú mà ăn cắn xuống cái meo rồi. Y vậy á. Tiếp tục mấy chị. Mấy chị không chốt bộ gấu đúng không? Quan mẫu. Quan mẫu bộ gấu nha. Gà cũng cấp. Tiếp tục. Bây giờ em sẽ lên quần riêng sale. Bây giờ quần riêng chất được một cái luôn. À cái chỗ kìa. Chỗ cái hộp gì vậy? Ba bộ gì đó, hình như nằm phía trên là ba bộ gì đây chị coi.
Nó nằm dưới đây nè, ba bộ nó nằm dưới đây nè. Rồi lấy cái cần cái người chóc cái bồ gấu đó. Rồi cho chị mượn một cái dâm dâm bê cho em. Đó, sai lầm. Rồi em lấy cái dâm bê 280 nha mấy chị nha. Dâm bê đẹp lắm. Chị nào cao thì thành lớn, chị nào ngắn ngắn khinh đời không thèm lớn thì thành dài. Tôi đây kệ đó, đây. Rồi bây giờ em sẽ lên cái dâm này cho mấy chị nè. Đây là một cái dâm cổ đỗ nha. Dâm này dâm cổ đỗ, dâm này là 280.000 đẹp không mấy chị, dâm này xưởng nhà em. Thế mấy chị mặc lên lấy hai phần dây cột ra trước. Dâm cổ đỗ, chốt giùm em dâm cổ đỗ 280.000. Em đang cần ba cái quần đen, chín tóc và ba cái dâm đen chị ơi. À, chờ mà chị muốn mua cái này mà nếu chị Trương và Thảo mà muốn gom cho em là chờ lâu lắm, tại vì cứ lâu lâu mới ra một mẫu dâm, tại dâm bán cũng không có nhanh, xét bán mới nhanh. Còn nếu mà đặt may riêng thì cái tiền thì nó hơn những nơi đó. Cái dâm này mặc cực kỳ sang chị Châu đúng không, hồi bữa em có mặc ở trên ai đó. Cái dâm này mặc cực kỳ đẹp, dâm này dễ thương lắm mấy chị, thấy kiểu đơn giản nhưng mà thực sự lên rất là sang trọng. Dâm này 280 triệu à. Rồi bây giờ lên tiếp cho mấy chị nha. Quần sọc riêng. Lên cho mấy chị quần sọc riêng nè. Mấy chị ơi, cái quần này á là nó là một cái hãng của WF cho nên nó mắc hơn cái quần bình thường em bán. Em được uống coke không? Có uống không? Không được uống coke của cô Yên. Muốn uống coke của cô Yên là phải đi xin cô Yên. Nghe chưa? Kể cả cầu kỳ cũng phải bắt cầu kỳ lên xin cô Yên, nghe chưa? Hiệu hồn cầu kỳ. Lại nói đi Hoàng Quyên cho một cái dâm hay. Ok chị Hoàng Quyên. Rồi con lại đi con ngồi đi. Để em coi được em, cái gì em cũng có hết Ngọc Mai. Nhưng mà để em coi thử hàng. Giờ em chắc ở đâu chứ giờ em bị rối loạn tình tình rồi chị nha. Chờ em một chút. Phải tới lưng nè, 3-4 nè. Hôm nay em có hai màu, màu đen và màu trắng. Lưu ý nha, quần này có hai màu, màu đen và màu trắng. Ông lấy ghê luôn, cảm ơn gái. Đây sọc riêng mấy chị. Đây là cái túi quần nè. À, thì bây giờ em sẽ bán cho mấy chị với giá 130.000. Ghê đó luôn đấy. Cái dâm á hả? Cái dâm mới quăng lên là hay gì đó. Lùng đâu là sao? Như lùng lấy lùng đâu. Như đẹp hả? 280.000. Mặc cái tên của em nhé. Ok mọi người. Quần riêng bán sale nha mấy chị với giá 130.000. Em có trắng 33 nè. Trắng 34. Và trắng 35. Không có 32. Và đen cũng vậy ha. Đen cũng vậy mấy chị. Tay đen nè, có loại túi nè, đen, đen 35 nè, đen 35, 35, đen này 34, quay tôi bóp cô á, đen 36, có 34, 35, 33, 34, 35, 36, đen, đen 33 của Trương Ngọc. Trương Ngọc hồi bữa nhận chị Yên, bên chị Yên biểu á, đen này có 32 nha. Đen có 32 nha. Loại này có co giãn chứ. Hình như Trương Ngọc 32, 33 đây. Rồi Trương Ngọc 32, 3. 33 của Trương Ngọc 33. Trương Ngọc yên bóc cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Trương Ngọc ơi. Có co giãn. Minh Anh một đen một trắng 34 của Minh Anh. Minh Anh lên bóc địa chỉ số ngoài 206 103 206. Đen 36 của Angela Nguyễn. Nhớ hàng xem không cho đổi trẻ nha. Angela Nguyễn coi dùng bưu Angela Nguyễn luôn nè. Angela Nguyễn 103. Đổi sáng rồi thôi.
tối ba sáu cô tái huyên ngoài cửa rồi. Còn ba bốn, còn ba hai, ba bốn, ba lăm. Còn ba hai, ba bốn, ba lăm. Ngô Vũ Minh Thư. Ngô Vũ Minh Thư. Ai cả? Trăm ba cộng trăm ba của Ngô Vũ Minh Thư nè. 206 của Ngô Vũ Minh Thư. 256. Chị trên nhà hay chính xác không? Chị Giang Mai Thái báo trên ơn 90 kg là sai 36 Trịnh Kim Thư. 32 cách chốt rồi. Đen 36 hết rồi, đen 36 hết. Đen của Như Ban có được còn 33 không? Nếu không còn 32, 33 thì Như Ban khỏi chốt đi. Còn 35 thôi. Trương Ngọc Bách Cũ cho 3 số ngồi thôi. 38 không có. Gấu bông đen 34. Gấu bông 130 ngàn của gấu bông. Hết rồi mấy chị ơi, 36 hết. Bây giờ chỉ còn sai 35 thôi. Cho nó vui. Áo vôn của
Trên hai đôi giày cũng có liên 20 ngàn. Em ơi, có sót một cái bộ mà kêu massage, có sót bộ đây nè chị, để chị để lại cho em nha, mai chị gửi chị không tính xếp cho nó. Trong trận hôm qua có cái bill Nhung Trần, qua có cái bill 109 đúng không Nhung Trần? Rồi bây giờ nói chung là bây giờ cái hàng ở trong kho bây giờ em tồn là còn tồn size bự không ạ? Size cũng có 80 kg tới 100 kg, mà đa số 100 kg nhiều. Kelly Lê á, đó số cái bộ đồ sáng nói đó. Của Kelly Lê á. Rồi giờ kiếm cái hàng này ra xem. Có lòi luôn á, quá trời đồ. Còn thêm cái thằng phẩm cái băng nữa. Trời ơi, cái tôi chết quá. Mấy chị chờ em 1 phút 30 giây nha, em đang dọn quanh cái nhà em xem nha mấy chị luôn ạ. Nhiều đồ lắm mấy chị ơi. Nhiều quá trời nhiều luôn. Đây, xem trước cái vỏ này nha. Chị ba gái đây đây. Chị em muốn gì? Ấy hả? Bớt nhảo nghe rồi mà các bạn. Bớt khăn nhỏ nghe mà chị không biết à. Cái bộ này em mới về nè, nhưng mà bây giờ em sẽ tự hạ size xuống cho mấy chị. Em là vừa nhưng mà nhiều chị có 75 kg, 73 kg mặc không vừa. Thì bây giờ em sẽ hạ size xuống cho mấy chị. À, em thấy rồi chị. Ui da, mẹ Kelly lên mẹ đang. Vậy là đang ngồi cô like không? Bên chờ, chị bên chị ha. Em hỏi chuyện hỏi ở bên chị. À, bây giờ mà cục hàng có 50 triệu chị cũng ship 20 ngàn, mà cục hàng có một cái cũng ship 20 ngàn, mà em có chuyển khoản nó cũng vậy em. Ừ không, đợi chị đỡ khi ship thôi chứ sao hết em yêu. Đây nè, cái bộ này là 130 ngàn mấy chị ơi. Bộ này em có size từ 60 tới 95 kg. Đây nè mấy chị. Cái bộ này nó nhiều màu lắm. Bộ này em có size tới 90-95 kg cũng có size nha. Bộ này em nhiều màu lắm. Đó, một đùi đây là em để riêng. Bữa giờ chưa xếp lại nè. Rồi bây giờ em sẽ lên đồ cho mấy chị nha. Áo lính 30 ngàn, sale luôn. Còn riêng mà chưa lên được, lên trên cho địa chỉ xong rồi chứ anh. Áo lính này dưới 70 kg bán luôn 30 ngàn. 30 ngàn. Đây là mấy chị, đây là một cái bộ đồ em cũng còn bộ này nè. Bộ này là bộ giả riêng. Bộ giả riêng này là bộ giả riêng này dễ thương lắm mấy chị. Khi mấy chị mặc lên là trước nó có nếp lại nè ha, kèm với quần đùi. Bộ giả riêng này là 220 ngàn. Bộ giả riêng này em có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 ký. Hình thái anh chi 30 ngàn của hình thái anh chi nè. Hình thái anh chi 30 ngàn. Hình thái anh chi 30 ngàn. Cái này đi phụ với cây. Hình thái anh chi 30 ngàn. Văn Nguyễn thành phố 30 ngàn này cây. Văn Nguyễn thành phố 30 ngàn. Nguyễn Trang Đồng Nai nè mày. Nguyễn Trang Đồng Nai sau lưng nè. Cái gì? Văn Nguyễn thành phố. Em có mấy cái dung cúc nhưng mà sẽ sale nha mấy chị nha. Em có mấy cái dung cúc nhưng mà size toàn 90 đến 100 kg. Chị nào 92 đến 100 kg hãy lấy nha, còn không đúng số ký làm ơn đừng lấy. 260. Bây giờ còn 4 cái size 100 kg, em sale cho mấy chị còn 170 ngàn. Sale luôn cho hết. Trời ơi, cái này mặc cưng lắm, nhưng mà size từ 90 đến 100 kg nha. Comment giùm em zombie, ở giữa nó có bo bụng nè ha, cho nên mấy chị đừng bao giờ sợ chồng. Nhìn nó nhỏ nhắn nhưng mà thực sự 105 kg cũng vừa. Comment giùm em, chốt giùm em sale 170 ngàn giùm Hoa Cúc. À, 260 và sale 170 còn 4 cái. Chị nào chốt giùm Hoa Cúc, chốt lên giùm em giùm Hoa Cúc. Giùm bi của Quỳnh Duyên. Quỳnh Duyên in, Quỳnh Nguyên inbox địa chỉ kèm số điện thoại nè. Quỳnh Nguyên nhớ là 90 đến 100 kg nha. Quỳnh Nguyên 170 ngàn, inbox địa chỉ kèm số điện thoại. Quỳnh Thái Anh Chi. Quỳnh Thái Anh Chi nãy có bill nè, 170 ngàn của Quỳnh Thái Anh Chi. Thanh Thảo Nguyễn một dân nè. Đây nè. Thanh Thảo Nguyễn một dân.
Tiếp tục mấy chị.
còn tại vì tôi dở, tại vì tôi nói trên live chi vậy đó. Em bán một cái đầm dây sách này dưới 80 kg, đầm này 280 ngàn, bây giờ em sẽ bán cho mấy chị 180 ngàn đầm dây sách. Chị nào chốt đầm dây sách dưới 80 kg chốt giùm em phát tài á, 40 ngàn của phát tài. Chị nào chốt đầm dây sách dưới 80 kg chốt giùm em 280 xem, 280 xem cho mấy chị còn 180 ngàn nha, 180 ngàn. Ủa gì em có một cái nguồn viên nè, không tôi làm cái gì tôi cũng có suy nghĩ hết đó mấy chị nha. Đây, đây là một cái nguồn viên, nguồn viên này là 300 ngàn, nói chung là nguồn viên này là hàng sinh nhật nè. Chồng chị nào mà size 34 thì hút em xe cho mấy chị 170 ngàn. Rồi 170 ngàn quần này hồi bữa trước bà Hồng Ngọc chốt làm tôi bị mắc cái sao chàng hãng tới giờ luôn nè. Nguyên trình lính nè, Nguyên trình lính nào muốn lấy lính nào nè, đưa cho Nguyên trình hai cái lính thôi, 70 ngàn hai cái lính. Đồng 180 ngàn của Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Bích Tuyền đồng 180 ngàn. Rồi riêng 170 ngàn cái riêng nào à, riêng 170 ngàn của Nguyễn Thị Bích Tuyền luôn. Cái riêng đó nha, nó y chang cái riêng mà em mua ở ngoài shop Trang Phúc là 1.7.000, 1.8.000 một cái riêng đó mấy chị. Bây giờ em sẽ có hai cái đồng để tìm cho mấy chị, 280 xe còn 180. Đây này mặc thử cho coi nè, em có hai cái dưới 90 kg, dưới 90-92 kg nhưng mà đẹp lắm. Đồng giấy sách khách lấy rồi Hồ Lan, đồng đó em cũng còn nhiều nhưng mà giờ chưa biết nó đâu, nó nằm nơi nào luôn á chị Hồ Lan. Đồng đó giống như đồng giả vét nè, cái đồng này đẹp lắm, mặc cho mấy chị coi thấy nó đẹp. Nói cái vải không cũng đứt đáng đồng tiền rồi nha. Có bình lê có nhưng mà giờ chắc phải đợi hàng sale ngoài cái vàng kia. Ôi ơi cái đầm này xinh xắn lắm mấy chị, cái đầm này em nói với mấy chị rất là xinh. Đầm này 280 sale cho mấy chị còn 280 sale còn 180. Đầm này hơi rộng so với em, đầm này dưới 92-93 kg nha. Em nói rồi cái đầm này đẹp lắm, chưa kéo hết, em mới kéo cái nửa dây kéo à. Cái gì cái tay này nè mấy chị, cái tay này nè thấy không, nó có con dây này nè mấy chị, cột lên mấy chị, cột thành một cái tay cột quá mấy chị ạ, cột lại thành một cái tay vậy nè, nó rất là đẹp ha. Đầm này chị nào dưới 92 kg thì lấy, trên Harry lên 40 ngàn. Để coi thử còn không nha, trên Harry có được em yêu không. Rồi bây giờ còn mấy cái áo này nè, bán sale cho mấy chị nè, chưa kéo anh hết cái đầm này nè. Mấy chị coi cái form nè, chị nào dưới 92-93 kg chốt cái đầm này em cưới này giùm em nha. Form hơi bị đẹp, vải hơi bị đẹp ha. Rồi chốt giùm em cái đầm này sale 180 ngàn đầm này. Chị nào chốt đầm đen này chốt lên giùm em, còn không chốt đem ra kêu treo, để bữa nào sale sale một lần luôn lấy tiền về. Rồi vậy đi, tiếp tục. Đầm này em có mà, đầm này đẹp lắm mà, đầm này vải đẹp lắm. Nói rồi, rồi bây giờ em sẽ bán cho mấy chị một cặp áo 100, à thôi bán một cái cũng được đi. Rồi bán cái 90 còn được cái 5-7 cái bán hết luôn đi. Còn 5-7 cái bán hết luôn nha. Đầm 180 của Thanh Thảo Nguyễn nè, Thanh Thảo Nguyễn 180. Đầm đó vải đẹp lắm, em 92 kg vẫn còn rộng. Đây, áo thun dây em sẽ bán cho mấy chị với giá là 90 ngàn. Thay vì bán 140 em bán 90-70-100 kg. Comment giùm em thun dây đỏ nha, thun dây đỏ. Comment giùm em thun dây vàng của tim, thun dây vàng gu xì của tim. Em có hai cái gu xì vàng. Comment giùm em gu xì đen Mickey 70-100 kg, con xì đen Mickey. Chị nào chốt con xì đen Mickey chốt giùm em. Rồi em còn như đó mấy chị chốt đi, 90 ngàn cái. Khuôn giấy đỏ của Huỳnh Duyên 90 ngàn. Cái đó này con cái gì là cái gì quá nè. Huỳnh Nguyên, con xì đen của Tuyết Nhung.
nhiêu rồi đó. Nguyễn Anh thu giấy tờ hả? Chị chắc em chết quá thiệt á. Bữa nay bán cực kỳ chậm luôn á. Đưa cái video của Hồ Loan coi lại nè.
Để mà cho mấy chị coi kiểu này là em bán tới mùa quýt năm sau em không hết cái kho hàng nhà em á. Ngày nào nhà em cũng về hàng hết mà bán cho mấy chị kiểu này là em chết á. Comment tiếp mã số 10 con còn. Comment tiếp giùm em mã số 10 con còn. Đây là của chị Hồ Loan nè. Đây là của chị Hồ Loan nè nha. Một cái. Đây của chị Hồ Loan nè nha. Hai cái. Mã 10 của chốn Hồng Đào 60.000 nè. Đây là của chị Hồ Loan nè. Ba cái. Ok chưa chị? Ok chốt cho em địa chỉ kèm số điện thoại một cái mét cái. Mã 10 chốn Hồng Đào lấy rồi. Rồi Hồ Loan inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại.
qua áo Chanel chữ C thì chốt chữ C chị nè chú. Áo Chanel chữ A thì chốt chữ A giùm em nha. 150, 160 xe chỉ còn 100 ngàn thôi. Hồng Hoàng Thế nè. Gỡ cái bill của Hồng Hoàng Thế này có cái tính tiền cho mày thôi đấy. Dạ, ý là em nói cho chị Loan biết chứ không mất công. Những chuyện khách mới phải nói vậy. Mà sao chị Loan không kiếm chỗ để nhắn tin cho em ta? Nhắn tin cho em đây làm sao mua hàng khỏi xin để chị xuống. Rồi nữa. Đâu rồi? Ờ, áo mã 11, 60 ngàn. Để con mấy chị tắt bếp fan đó. Mã 11, 60 ngàn. Vương Phụng một cái áo chữ A 100 ngàn. 100 ngàn của Vương Phụng. Rồi Hùng Linh là có ngày về Trung Học không? Chứ tối nay không lo Hùng Linh được đâu. Trung Học chờ mình trưa mai đi chị lo Hùng Linh nha. Trưa mai xem cho Hùng Linh nha. Em nhắn tin nhau phân bay em nói đổi viên lại mai. Trưa mai em lựa Hùng Linh này mốt phải gửi nha. Dạ không phải ấy là chị cho em mang số điện thoại trong cua đuôi ở sau để em nốt vô chị. Cái này quá lạnh lùng mà. Lạnh lùng. Trưa mai em xem Hùng Linh nha. Mấy chị ok thì trưa mai em xe Hùng Linh nha, lạnh lùng 60 ngàn. Áo chữ A 100 ngàn, 70 tới 100 kg. Dạ, mua bộ 180 chị Vương Phụng lấy rồi. Quỳnh Phương một áo O, Quỳnh Phương không có gió một áo chữ C. Quỳnh Phương inbox cho chị Yên địa chỉ kèm số điện thoại nha. Có khó like. Nhưng mà ý là trưa mai sẽ like trên sale. Trưa mai sẽ live xin sale, sẽ có một vàng riêng em sẽ sale cho mấy chị 100 ngàn cái. Chơi luôn. 100 ngàn của Quỳnh Phương. Quỳnh Phương cho em địa chỉ số điện thoại này Quỳnh Phương. Đặng Dung cho địa chỉ số điện thoại luôn. Đặng Dung có địa chỉ số điện thoại rồi. Bộ em mặc còn cái vi lấy xoay bao nhiêu cưới bộ em mặc sướng á. Rồi còn một áo hút xì này nữa nè. Rồi chốt cho chị Hồ Loan nha. Dễ thương lắm chị Hồ Loan. 60 ngàn của Hồ Loan. Lấy sao 90kg của chị Thúy Vi phải không? Hồ Loan 60 ngàn. Quỳnh Phương cho chị 3 số điện thoại sau để chị nốt lên cái bill đi Quỳnh Phương. À. Tiếp tục áo 60 ngàn. Phải cho chó thôi. Chị mà còn có đi đâu mà. 60 ngàn mã 13. 60 ngàn mã 13 mấy chị ơi. 60 ngàn mã 13 nha. Mã 13 60 ngàn. Dạ ok 559. Huỳnh Thái Anh Chi nè. 100 ngàn của Huỳnh Thái Anh Chi. Quỳnh Phương 2855. Hết rồi chị, khách lấy hết rồi chứ đâu có ngồi chờ đâu chị. Mã 13 của ai? Mã 13 của Nhung Lâm 60 ngàn. 60 ngàn của Nhung Lâm áo chữ A. Lương Thị Ngọc Ánh. Quỳnh Phương 44. Lương Thị Ngọc Ánh 100 ngàn của Lương Thị Ngọc Ánh. Hết rồi chị Bình Lan khách lấy rồi. Mã 14. Mã 14 còn một cái duy nhất nha. Nói chung là hết áo 60 ngàn rồi đó. Áo này mặc với sầu đẹp lắm. Comment giùm em mã 14 60 ngàn. Comment giùm em mã 14 60 ngàn. Còn mấy cái đầm này là kiếm móc mà treo lên thì phải không? 5 triệu mấy mà để về chết luôn á. Ba cái này luôn nè. Để nó đây chút nữa xong rồi mày treo luôn. Để lên trên kia đi hả?
60 ngàn áo cá mập. Áo cá mập 60 ngàn. Chị nào chưa chốt bộ em đang mặc thì chốt nha. Con áo dung để đâu rồi em đây? Tiếp tục mấy chị. Đây là bộ chó mắt kiếm sale 90 ngàn. 90 ngàn bộ này nha. Bộ này là bộ mèo đeo mắt kính nha ngoại chó. Đây, mèo đeo mắt kính nha mấy chị. Bộ này con cỡ là con cỡ từ 70 tới 90 kg. Bộ này sale cho mấy chị 90 ngàn, quả coi giãn đã 90 ngàn. Dạ chị sau chị. Chị lấy mấy bên chị trước có cho mấy em sau á. Chốt giùm em bộ 90 ngàn nha. Chị nào chốt bộ 90, chốt luôn giùm em bộ 90 nè. 90 ngàn. Còn ba cái đồng có 90 ngàn mà mấy chị muốn mua thì em gửi cho má với mày em luôn cũng được. Áo nam của Nhung La nè, 60 ngàn. Em bị rớt xuống đất một đôi giày nè, 220. Sai nhiều cái giày này mà em không chụp, em chụp hết là hết trong ngày luôn. 220 mấy chị ơi. 220 đôi này là 40. 39 tới 40 đôi này. Giá rất là êm nha. Rồi còn một đôi comment giùm em giày rõ. 220 39 40. Có ai lấy sai nhiêu ký? Hết sạch rồi. Mèo của Nguyễn Anh. Mèo 90 ngàn của Nguyễn Anh. Tại vì còn một bộ L mà không nhớ bỏ đâu phải không? Trả lời hết sạch cho nó gọn. Tiếp tục mấy chị. Em có hai cái lít kim từ 50 tới 80 kg vừa. Hai cái lít kim. Rồi bây giờ sẽ bán cho mấy chị với giá là 90 ngàn. Cá trăm mấy bây giờ bán 90. Comment giùm em legging. Legging dùng từ là quần legging giả riêng á. Em có hai cái. Rồi bán 90 ngàn luôn. Giày gò của Nguyễn Thị Bích Tuyền nè. Biết sao cái này là khắc bị rộng trả lời chứ không còn đôi này đâu. Nguyễn Thị Bích Tuyền 220. Cái bộ này là hại không? Trời ơi, nghĩ sao bộ này em không có bán luôn hả mấy chị?
Bộ này em không có bán luôn mấy chị, bộ rút cuộc dây đùi nè. 220 giờ xe cho mấy chị còn 180.000 dưới 70 kg. Bộ này là chị Colosia Quỳnh rất là thích nè. Chốt giùm em caro đó nói rồi. Em gặp bao nhiêu em hiểu ý khách ghê lắm lần. Anh nói em hiểu ý khách ghê lắm lần. Thiệt á. Hiểu ghê lắm, đưa con caro xuống hả? Colosia Quỳnh nha. Ôi chứ đi mê mấy ngọt không biết ai cái chốt từ lưa mới xỉu luôn á. Em còn cái quần caro trong bao giờ còn cái sale luôn 100.000 cho hết hàng. Size này là size dưới 77-78 kg. Có coi vậy anh chị nào 80 kg cũng vừa quần caro này nha, ở sau lung tung. Rồi, quần caro 100.000, 170.000 của Colosia Huỳnh. Ok á. Em làm từ từ 5 phút nữa lên xong rồi á. Ô mèo quá. Bữa nay thấy tao nguy hiểm em hiếp tao hoài à. Quần caro của bé Thi bỏ 100.000. Em có một cái áo hàng Quảng Châu, áo này là hồi trước bán 220 nè mấy chị. Bây giờ còn một cái dưới 70 kg em bán cho mấy chị với giá 100.000. Comment giùm em cabin clean 100.000 vải beo nha. Quần caro khách lấy rồi Hàng Hải ơi, tối 8 giờ rưỡi chị em không có like nha hả? Hàng Hải vô anh bóc liền kìa. Hàng Hải anh Phúc kêu em vô anh bóc liền kìa Hàng Hải ơi. Còn không cho trên like. Còn không cho trên like. Chờ đợi không có Anh Phúc đâu. Bỏ trên này. Dạ bộ beo đang hình con. Ủa hồi nãy chút bộ beo cho ai rồi? TV mà. Hồi nãy em chút bộ beo cho ai? Chút cho chị TV rồi. Phải đúng chị TV đâu. Qua chị TV có beo là có 250 không? Không, thấy còn 140 không? Không phải. Từ nãy thì vui là thấy 250. Hồi nãy chút bộ beo xuống mà nói gì vậy? Bộ beo hồi nãy là bộ nào? Bộ beo mà Hồng Huỳnh ý yêu. Hồi nãy nó chốt cho Hồng Huỳnh đi yêu. Rồi lấy cái bộ đen lên phải không? Vậy mấy bộ lấy cho bộ TV hay đây. Mày cũng trả lời cũng nghe cưa dễ sợ. Hồi nãy giờ có ai cứ nói dùng 200 lượt của TV đâu. Trời trời, chứ cái mở hộp nữa cái trời. Tự nhiên cái chạy tay giờ không có ai nói 200 lượt của TV đâu. Từ đây. Trời ơi, cá thì nó cá không, nó không, mà có một hồi lộn xộn nha. 100.000 mới bán gì của Như Băng hả? Như Băng 100.000 nè. Đây là giá đề bông 250. Sai chị Thúy Huy là sai 90 kg đúng không? 250 chị. Trời ơi cái bộ này nó đẹp lắm. Đẹp mà mặt ngủ không tắm luôn á chị. Xinh lắm chị ơi. Em nói thật sự luôn á. Cái bộ này xinh lắm. Ở sau lưng có dây kéo nè. Có thể kéo lên kéo xuống thoải mái nha. Kèm với quần dài nè Thúy Huy. Bộ này đẹp lắm. 250. Bộ này em có sai dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Bộ beo. Bộ beo quần dài 250.000 của Thúy Huy nè. Em còn một bộ chó đeo kính 90.000. Mèo đeo kính cho lộn 70-90 kg mèo đeo kính. Vậy nào chốt mèo đeo kính 90.000 còn bộ. Hình như là Thái Huyền màn cửa hả? Không phải xả ra. Bộ này nè, bộ đỏ ống phát nè, bộ đỏ ống rộng nè. Bộ đây đúng không chị Vy? Bộ đỏ ống rộng nè. Mèo của Mùi Mùi. Bỏ bộ beo lại đi. Mèo của Mùi Mùi nè. Lấy bộ đỏ ống rộng như chị đang mặc sai hay. Mùi Mùi 90.000 nè. Hơn 250 luôn. Em có một cái quần không coi giờ không có rách. Size 80 kg. Bà nào đang thả tim thả cười làm em ngưng nghe nha. Quần này là quần bút xì lộn. Nha bút xì 98. Quần này size 80-82 kg, 78-82-83 kg. Chốt giùm em quần 98, quần này còn một cái đúng không? 190-20 còn 170. Thằng nghe giùm em quần riêng 170 phải coi giảm cực kỳ. 170.000. Có nè, thấy không cái áo này? À chị Thúy Vy lấy beo luôn rồi. Là cha chị Thúy Vy bộ beo nữa. Ủa ông liếc ai vậy vậy? Ông liếc ai? Ông liếc lại lần nữa mà thử ông giá con. Ông liếc lại lần nữa thử ông đơm lên chủ điện nữa không? Hả? Liếc lại nữa vậy? Ông tưởng tôi ông dám quýnh ông hả? Quần này dưới 75 kg còn một cái bán 170. Quần 3 ghi. Chị nào dưới 75 kg chốt quần 3 ghi chốt giùm em nha. Còn một cái duy nhất thôi. Dưới 75 kg 170.
được có ba bộ đồ. Dạ rồi em lên quần váy cho mấy chị. Này cái con cái quần mắc bị cái áo rồi. Cái này chụp mấy cái đồ luôn nè. Bán cho mấy chị cái áo thun 80.000 nè. Vải đẹp lắm. 60 tới 80 ký áo thun sọc. Chị nào chốt áo thun sọc chốt lên giùm em áo thun sọc nha. Bộ beo đẹp lắm chị. Bộ beo đẹp tuyệt vời. Mấy giờ rồi? Rồi 8:30 tối gặp nhau vẫn lên hàng sale tiếp nha mấy chị nha. Còn trưa ngày mai sẽ tập trung live stream nha. Trưa ngày mai tập trung live stream giùm cho em đi mấy chị. Rồi trưa ngày mai tập trung live stream nha. Ủa trời bụi quá. Rồi vậy chào mấy chị 8:30 tối gặp lại. Còn mấy chị gì kia inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Đây nè gái. Đi vợ. Dưới 75 cái ơi quần này đẹp lắm. Quần này xuất sắc luôn. Quần này hơi bị cưng nha gái. Đây. Thấy không? Hơi bị cưng. Ở sau lưng là lưng chung. Không sợ ha. Đây. Đẹp không mấy chị? 80 ngàn của hình thái anh Chi nè. Có vô mua nữa mai đi bill nha chị Chi. Khi bỏ 170 nè. Đó anh Chi 80. Khi bỏ 170. Rồi. Rồi đôi này 39 nè. Mấy chị ơi, bán cho mấy chị đôi này 39 nè. 39 đôi này đẹp không? Chị nào 39 hút đôi này đi 220.000. Đó vậy tôi kể cho anh là cuối cùng giờ tôi bung ra tôi bán đó mấy chị. Chốt giùm em đôi này 39. Hơi bị xúc sắc nha. Từ cái dây nè hàng xi nhập chứ mà mới đã không mấy chị. Dây đây là dây tôi để dành nè ha. 39 đôi giày đen xăng đơn để đi tìm. 39. Chị nào sao bảnh đem hai đôi này lên làm cho cô Yên nè. Bán mất hai đôi. Để mang hai đôi. Rồi đem hai đôi này lên lòng cho cô Yên. Để coi thử mấy chị có chốt đôi này nữa không. Không chốt đôi lên lòng hai đôi. Sắp từ từ lên ba đôi sắp cho cô Yên đi chưa. Rồi chào mấy chị ha.